Trong rừng sâu, ngay cạnh một hồ nước xinh xắn, có một con sói đang đói bụng, sôi lên ồng ọc. Nó đã để mắt tới ba chú heo con ngon lành và đợi cơ hội để bắt chúng làm bữa tối. Chú heo lớn nhất cực kỳ tham ăn, nó luôn tranh giành đồ ăn của các anh em mình, nhưng không bao giờ chịu chia sẻ đồ của mình với ai. Ơi, quả táo đó là của anh mà, anh để dành ăn sau thôi. Đúng là con heo tham ăn mà, ta biết phải làm sao bắt ngươi rồi. Con sói đặt những quả táo mà chú heo yêu thích trên đường rừng. Sau đó, nó đặt một cái bẫy ở cuối con đường. Giờ thì ăn táo vào nha, để rồi ta sẽ ăn ngươi thật no nê. Chú heo lớn tham ăn, vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy có rất nhiều quả táo dưới mặt đất trên đường về nhà. Trái cây yêu quý của mình. Lại thêm một quả nữa nè. Ôi trời ơi, ở đây nhiều táo quá đi thôi. Mình phải nhặt thật nhanh trước khi anh em mình đến, vì tất cả là của mình. Khi con heo tham ăn đang cố nhặt đến quả táo cuối cùng, con sói kéo dây bẫy và một tấm lưới khổng lồ rơi xuống người chú heo. Dù cho chú heo có dùng dãy thế nào đi nữa cũng không thoát ra được. Cứu với! Chuyện gì thế này? Cứu với! Ngươi đã sập bẫy ta rồi, ta sẽ đưa ngươi về nhà và ăn thịt ngươi, đồ con heo tham ăn. Trong khi đó, những anh em của chú heo đang rất đói, bỗng nhiên nghe thấy giọng của anh trai mình. Cứu! Thả tôi ra! Giúp tôi với! Chúng vội vã chạy theo con đường rừng, thì đã thấy con sói độc ác bắt mất anh trai lớn tham ăn của mình đi rồi. Ôi không, chúng ta phải cứu anh ấy ra. Nhưng mà em không khỏe mạnh, em cũng sợ con sói đó nữa. Bất chấp mọi thứ, hai chú heo con dũng cảm đã quyết định cứu anh trai của mình. Hai chú heo đi theo con sói đến khi con sói mang chú heo lớn đến đồng của nó. Quá mệt khi phải vác con heo lớn, sói liền ngủ tiếp đi. Này, hở, có ai đó ở đó không? Yên lặng, bọn em tới cứu anh đây. Anh em nhà heo cố gắng để con sói ra để cứu anh trai mình, nhưng chúng lại không đủ sức. Anh cho bọn em vài quả táo đi, bọn em ăn cho có sức, rồi sẽ cứu anh ra mà, có được không? Không đâu, là của anh, anh sẽ ăn hết khi thoát ra khỏi đây đó. Đám heo ồn ào này, cái giọng nói này ám ảnh ta cả trong giấc mơ. Mình sẽ ăn hết từng con một. Vậy bọn em đi đây, anh ở lại với con sói đi. Chú heo lớn cuối cùng cũng bị thuyết phục. Chờ đã nhé, hãy lấy đi, nhưng hãy giữ lại một quả cho anh đó. Heo lớn. Được rồi, vậy đi nha. Sau khi hai chú heo nhỏ ăn táo mà heo lớn tham ăn đưa cho, cuối cùng cũng đã đẩy được con sói sang một bên. Ba anh em nhà heo đã cùng nhau cứu heo lớn ra khỏi chiếc lưới bẫy của con sói. Sau đó, chúng nhanh chóng trở về nhà. Khi con sói độc ác thức dậy, nó rất giận dữ vì chú heo đã trốn thoát. Không ai được phép trộm đồ ăn của ta. Heo lớn háo ăn giờ đã hiểu được rằng lấy đồ ăn của người khác là hành động tham lam. Và từ ngày đó, nó đã vui vẻ chia sẻ đồ ăn của mình với các anh em. Và đặc biệt
là những quả táo tươi ngon.